rất nhiều người hỏi chúng em là có cái bộ dàn nào trong tầm 20 triệu không, cái bộ nào mà xứng đáng chơi nhất, hay nhất trong tầm giá đấy không. Và đây là cái bộ dàn có thể nói là xứng đáng chơi nhất trong cái tầm giá 20 triệu đồng. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác và anh em. Cái bộ này gồm những thiết bị nào? Đầu tiên, không thể thiếu được đó là cặp loa, đúng không? Loa full C12 Pro phiên bản mới. Nói đến dòng loa này thì các bác đã biết rồi, nó là một trong những dòng loa full và chuyên karaoke. Và cái lời ca tiếng hát của nó rất tuyệt vời. Tiếng bass của nó đánh chắc, lực, chép thì sáng, khỏe. Và cộng với cái tiếng lời ca tiếng hát nó sáng, nó mượt, nó ngọt ngào, đúng không? Nổi rõ hơn so với tất cả những dòng loa nhiều đường tiếng. Thì đặc trưng của những dòng loa này thì khác biệt với những dòng loa full thông thường, thì nó có thiết kế màu vỏ gỗ cộng với các cái màu kiềng vàng. Đây chúng ta có thể trang trí trong gia đình, nó rất là hài hòa, đẹp cả về hình thức và hay cả về chất âm. Và chưa hết, để tăng cường cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay uy lực hơn thì em đang ghép thêm một chiếc loa siêu trầm để đúng theo yêu cầu của rất nhiều các bác đây. Và phiên bản này, phiên bản trầm bass 30 rất hợp với những dòng loa full C12 ngày hôm nay. Trầm điện nhé, 500W và tiếng bass đánh sâu mềm, và thiết kế cũng rất là đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn và đồng màu cùng với màu gỗ của C12. Tuy nhiên màu hơi trầm thêm một chút, chúng ta có thể dưới đất được, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, để chơi được cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay, đúng không ạ? Không thể thiếu được là một cục đẩy liền vang tích hợp tất cả trong một. Đây có thể nói là cái linh hồn của bộ dàn karaoke ngày hôm nay, hay hay không cũng là do cái cục đẩy liền vang này. Và nó điều khiển tất cả từ loa trầm đến từ mic, đúng là nó là trung tâm kết nối của tất cả các thiết bị ngày hôm nay. Và tại sao nó hay? Nó sử dụng cái chip analog device của Mỹ phiên bản cao cấp, cho nên là cái tiếng vang, tiếng nhại rồi tiếng nhạc cũng rất hay, rồi chống hú rất là tốt. Mặc dù cái thiết kế nó khá là nhỏ gọn, đúng không? Chiều cao của nó chỉ khoảng tầm 5 cm thôi. Mỏng 5 cm, nặng 5 kg thôi, nhưng hai kênh, mỗi kênh lên tới 600W, nên những đôi loa như này đánh thoải mái luôn các bác nhé. Không phải lo về công suất. Đặc biệt là những dòng loa full như này thì thôi, lời ca tiếng hát thì rất tuyệt vời luôn. Rất hợp với những dòng loa full. Phiên bản này là sử dụng mạch Class D nguồn sung, cho nên là cái thiết kế nó rất nhẹ, 5 kg, và nó cũng chạy được rất nhiều các điện áp, ví dụ điện áp thấp 100, 200, đúng không ạ, 180 đều có thể chạy được hết. Đấy, đặc trưng của những dòng đẩy liền vang cái S2020 là như vậy, và cái tiếng vang nhại của nó rất tuyệt vời luôn. Lát nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Có đầy đủ các cổng kết nối này, Bluetooth này, cổng quang này, điều khiển từ xa này, và rất nhiều các chế độ cài đặt sẵn cho chúng ta rồi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ việc chọn các chế độ là trên điều khiển hoặc là trên đẩy liền vang là xong, và rất dễ sử dụng. Đây, tăng giảm âm lượng của nhạc, đây tăng giảm vang nhại, và đây tăng giảm mic, thế thôi. Còn mọi thứ thì chúng em đã cài sẵn rồi, chúng ta chỉ việc chọn chế độ theo ý thích của mình. Và tăng giảm ở đây thì loa trầm cũng tăng theo và loa chính cũng tăng theo luôn, rất dễ sử dụng. Không thể thiếu được là một cặp mic không dây 321 đấy, một cặp mic xịn sang xịn luôn. Ở trong bộ dàn thông thường là những bộ dàn hơn chục triệu cho tới bộ dàn mấy chục triệu, 5-70 triệu, em vẫn đang sử dụng cặp mic này. Cái cặp mic rất là quan trọng, nó sẽ giúp cho cái giọng hát của chúng ta nó mượt hay không, hay hay không, sành điệu hay không, hút mic hát nhẹ không, có bị mệt, có bị tốn hơi hay không, chính là một phần lớn do cái mic này. Và cái mic này rất là đặc biệt là tay mic bằng hợp kim nhôm, rất nhẹ và rất là cứng. Đầu mic thì bọc thép cộng với rất nhiều các công nghệ cảm biến, ví dụ khi chúng ta không hát nữa, chúng ta đặt xuống nó sẽ tự ngắt, và khi mà chúng ta muốn hát cầm lên nó lại tự bật, đúng không ạ? Và để lâu nó sẽ tự ngắt hẳn nguồn, đấy, tiết kiệm pin chúng ta rồi. Và khi bật mic lên chúng ta ấn giữ một lúc, và khi mà màn hình nó sáng lên như này là mic nó phát rồi, đúng không? Tiếng mic rất dày lâu. Và các bác thấy được chống hú rất mạnh, ngồi ngay gần loa không có hú rít gì cả, đúng không? Rất tuyệt vời. Và ngay sau đây thì mời các bác và anh em cùng nghe thử cái chất âm của bộ dàn karaoke ngày hôm nay thông qua lần lượt các thể loại nhạc nhé. À xin lỗi, báo giá cho các bác và anh em tổng bộ dàn karaoke ngày hôm nay nhé là 23.500.000 đồng, là giá niêm yết. Nhưng ngày hôm nay, vâng, mà ngày hôm nay cái mức giá cực kỳ yêu thương cho tất cả các bác và anh em, số lượng có hạn là 21.500.000 đồng thôi. Tất nhiên số lượng có hạn và hết sẽ không được báo trước các bác nhé. Xin nhắc lại, bộ dàn karaoke ngày hôm nay gồm Gunora Full C12 Bass 30, một cục trầm Monster Bass 30 nữa, một cục đẩy liền vang KS2020 siêu mỏng nhẹ, tiếng siêu hay, cực khỏe và chống hú rất tốt, cộng với một cặp mic không dây, 4 dâu sóng khỏe, hát nhẹ, tiết kiệm pin. Rồi, ngay sau đây mời các bác và anh em cùng nghe thử nhé. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu, em thương mến ơi, anh hay yêu màu xanh.